Vào cái thời điểm mới ra mắt, mình thấy có rất nhiều bạn khoe đăng tải lên mạng xã hội là săn sale được cái chiếc Xiaomi 14 này trên Shopee với mức giá nó rơi vào đâu đó tầm khoảng là 16 triệu 7, 16 triệu 8. Thì đến bây giờ các bạn không cần săn sale nữa, mức giá về chốt cứng như thế luôn đang được bán tại Clickbuy. Xiaomi 14 với mức giá niêm yết ban đầu nó rơi vào khoảng là 23 triệu. Tuy nhiên thì bây giờ nó chỉ còn loanh quanh tầm khoảng chưa đến 17 triệu như thế. Thì đây là một mức giá mình thấy là nó vô cùng hợp lý cho một trải nghiệm chuẩn flagship của em này. Vì so với lại một cái chiếc máy xách tay bây giờ ấy, mặc dù là đã có phiên bản chính hãng, tuy nhiên với những cái chiếc máy Xiaomi 14 xách tay không thể nào cài được ROM tiếng Việt HyperOS đâu. Đấy là một cái vấn đề khiến cho chúng ta không thể nào dùng để làm máy chính một cách thoải mái được. Tại vì nó cũng sẽ vẫn có những cái rủi ro về mặt là trễ thông báo, lỗi định vị. Và xét theo cái mức giá trên bây giờ tầm khoảng từ 3 đến 4 triệu với một cái chiếc máy là chính hãng như thế này lên tới tầm 17 triệu thì chúng ta sẽ được bảo hành lên tới 24 tháng. Trên thị trường bây giờ gần như là chưa có một cái hãng nào mà bảo hành điện thoại của mình lên tới 24 tháng như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là dùng cái chiếc Xiaomi 14 chính hãng này nó sẽ là vô cùng yên tâm. Cơ bản là nó cũng đâu có khác gì so với lại phiên bản sách tay đâu. Thường thì một vài dòng máy của Xiaomi khi mà ra bên ngoài quốc tế thì sẽ bị giảm công suất sạc, bị giảm dung lượng pin. Nhưng con máy này thì nó giống hoàn toàn so với lại cái phiên bản sách tay đi kèm với đó là gì? Có ROM HyperOS là tiếng Việt dùng biết tè là nhè, không có lo bị trễ thông báo, không có sợ bị lỗi định vị. Tại vì mình cũng đã giải thích trong rất nhiều video về việc là tại sao là ROM quốc tế thì nó sẽ không có bị trễ thông báo, không bị lỗi định vị. Tại vì là nó hỗ trợ cấp chứng chỉ đầy đủ cho những ứng dụng quốc tế như Facebook, Google, các thứ này kia. Cũng như nó sẽ định vị GPS từ vệ tinh quốc tế. Cho nên là ứng dụng Google Maps khi mà nó hoạt động thì nó sẽ cực kỳ là chính xác. Chứ còn đối với lại ROM nội địa thì nó sẽ bắt vệ tinh nội địa của Trung Quốc, thành ra nó sẽ có cái sự sai lệch. Thiết kế của Xiaomi 14 trong tầm tiền này thì cũng phải gọi là quá đẹp rồi. Mặt trước mặt sau đều được làm rất là chỉnh chu, không có gì để mà chê cả. Cầm nắm thì là đầm chắc, chứ nó không phải là kiểu nặng như là trên những cái dòng iPhone Pro nhỏ của Apple đâu. Đấy, con này thì nó có một cái trọng lượng nó cân bằng hơn. Viền màn hình thì mặt trước siêu mỏng rồi, chất lượng hiển thị thì quá đẹp, không gì để chê. Nhiều bạn thì ban đầu hơi nghi ngờ về cái độ bền cũng như là cái chất lượng tấm nền C8 của TCL. Tuy nhiên thực tế, tính cho đến thời điểm hiện tại thì Xiaomi 14 nếu mà nói về cái việc mà ra mắt thì nó ra mắt từ rất lâu rồi, đến bây giờ có khi gần nửa năm rồi. Đấy, thì cũng chưa có gặp vấn đề gì về độ bền cả, thì rõ ràng là cứ thế mà dùng tẹt ra thôi. Đấy, chưa kể là độ sáng của con này cũng rất cao, độ phân giải thì sắc nét, 1.5K thì nó sắc nét vô cùng rồi cho một kích thước màn hình chỉ là 6.36 inch. Nếu bạn nào mà đã thích một cái kích thước màn hình nhỏ gọn ấy thì thật sự là đây là một sự lựa chọn hợp lý. Và về phần hiệu suất, kể cả là nó được trang bị một con chip Snapdragon 8 Gen 3 vô cùng mạnh mẽ đi chăng nữa, nhưng thực tế thì nó sẽ cũng chỉ chạy đâu đó khoảng từ 60-70% thôi. Nếu như các bạn mua về để chơi game nặng thì game nặng ở đây nó sẽ từ PUBG nó đổ về Liên Minh, Liên Quân. Chứ còn mà nói về Galaxy Buds thì thật sự là rất là đuối. Thì đây cũng là điều mà các bạn cần phải thật sự cân nhắc. Còn nếu như muốn thích nghi tốt được, muốn chơi tốt được với lại Galaxy Buds thì phải chấp nhận rằng là set ở mức độ họ thấp. Option RAM ROM cũng rất thoải mái với RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB. Camera thì cảm biến chính của nó không khác gì so với lại Xiaomi 14 Pro. Đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm là Xiaomi 14 Pro chụp như thế nào, con này nó cũng chụp như thế. Vì nó cùng một con chip, nó cùng một cảm biến như thế, thì làm sao có cái sự sai lệch khác biệt ở đây được. Đấy, như cái đời Xiaomi 13 thì Xiaomi 13 cảm biến nó sẽ tệ hơn, kém hơn so với lại Xiaomi 13 Pro. Nhưng đến đời Xiaomi 14 là Xiaomi cho trang bị đều luôn, thì chụp trên Xiaomi 14 thì nó quá là tự tin rồi, không có gì để phàn nàn cả. Cái bài cảm biến thứ nhất là nó đều rất đa dụng này. Và đặc biệt con này nó còn có một camera tele 3X, là một camera tele mình đã khen trong rất nhiều video. Tại vì nó cân bằng hài hòa giữa mức độ méo ảnh cũng như cái khoảng cách lùi hoặc là cái khoảng cách để chúng ta có thể tiếp cận được chủ thể, nó cực kỳ là hợp lý và cân bằng. Đấy, cho nên là em này thì phải gọi là 10 trên 10 về khoảng camera. Nếu như là xét theo cái gu cá nhân của mình, về pin thì sẽ có dung lượng là khoảng 4600mAh, đi kèm với công suất sạc lên tới là 90W thì nó phải gọi là siêu siêu nhanh luôn. Cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình, rồi là loa kép đầy đủ, ấm, nghe cũng rất ok. Mặc dù là một cái chiếc máy nhỏ gọn nhưng mà cái loa của này nó ấm nha, nó ấm và nó rất là dễ nghe luôn. Nên tổng thể đây là một cái chiếc máy rất đáng mua thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của nó đã chốt cứng ở một cái mức là 16.790.000 như là đang được bán tại Clickbuy. Không cần phải săn sale Shopee làm gì nữa cả. Và đây là mức giá mà mình nghĩ trong một khoảng thời gian dài nữa, tầm khoảng 2-3 tháng thì nó không giảm nhiều nữa đâu. Thì rõ ràng là như thế nó đã là một cái mức giá rất xứng đáng để mà sở hữu cái chiếc em Xiaomi 14 chính hãng này, được bảo hành lên tới 24 tháng cực kỳ yên tâm, có ROM tiếng Việt đầy đủ cả. Không biết các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.